Tử Hồ, xem ra hai người này nhận lầm mình thành người khác. Hai vị nóng tính quá, ta ngược lại muốn xem các người định đối phó ta như nào đây. Có điều, nói rõ trước, người phá hỏng vũ khí của các người không phải là ta. Tử Hồ. Chỉ dựa vào sức một người, có thể trấn áp hai vị thiên tài cái thế, không biết vị đạo hữu này tên họ là gì, tu sĩ vô danh mà thôi. Hay cho một tu sĩ vô danh, trong thượng hành thiên tiểu tiên vực, tu sĩ vô danh có thực lực như các hạ không hay gặp, nhưng cho dù là tu sĩ vô danh cũng nên có cái tên chứ, không biết các hạ có nguyện nói cho ta không? Vậy thì nói cho cô là được, tại hạ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta là Tần Nam. Tần Nam sao? Các hạ lẽ nào coi tất cả bọn ta là kẻ ngốc hả? Ý vào việc dung mạo và khí tức của mỗi người trong không gian trị thí đều được che đậy nên ở đây nói linh tinh sao? Nếu các hạ không muốn nói, vậy ta cũng không miễn cưỡng đâu. Có điều, Ngọc Vân Thú này ta nhất định phải có, cho dù thực lực của các hạ cao cường, ta cũng không muốn từ bỏ. Hai vị đạo hữu, chúng ta cùng nhau liên thủ có được không? Ta đang có ý này. Ba người cùng lên cũng không sao, ta tiếp tới cùng. Không chỉ là ba người bọn ta. Các vị đạo hữu cần gì tiếp tục ẩn nấp, đã qua nửa thời gian, bây giờ chúng ta nên đồng tâm hiệp lực đối phó người ngăn cản, nếu không chẳng phải tới uổng công một chuyến hay sao? Tử Hồ đạo hữu nói rất đúng nha, chúng ta cùng nhau ra tay đi. Kiến kích bày mà đi, cũng không đối kháng được thời tiết, các người cùng lên đi. Chớ tới nơi rồi còn già mồm, xem chiêu nè, tới rất đúng lúc nha. Thuật tử thủy linh lung. Gông cùm cụ ích. Nhưng lúc này một phát đánh tan hắn thôi. Vô ảnh kiếm, lê thần chi quyền, trảm tiên kiếm, xích kim chiến giáp. Cho dù hắn có tiên khí hộ thể, với loại công kích này cũng sẽ chết chắc mà thôi. Tên này vậy mà còn sống sao? Người này có thể sống sót với công kích như vậy, sợ rằng không chỉ chạm tới ngưỡng cửa của đạo cảnh. Bất luận như thế nào, bây giờ người này đã là nỏ mạnh hết trà rồi, để ta đích thân đi kết thúc hắn thôi. Thực lực của người này bất phàm, mình vừa hay có thể sử dụng cấm thuật hấp thụ máu của hắn, nâng cao lực lượng của mình. Khôi phục. Không tốt, trên người hắn vậy mà còn giấu pháp bảo có thể phục hồi thương thế. Bây giờ tới lượt các ngươi rồi. Tên này thực sự là một quái vật. Không được, chỉ có thể rút trước. Hư vô ẩn, tan biến, băng diệt chiến đao. Đây là một đao mạnh nhất của ta, ngươi không có chỗ để chạy đâu. Đáng chết, một đao này mình vậy mà không tránh được. Đã hết một canh giờ rồi, người ngăn cản thành công bảo vệ được Ngọc Vân Thú, cơ duyên truyền thừa lần này thuộc về người ngăn cản. Đáng tiếc, không thể ép ba thiên tài cái thế đó sử dụng hết bản lĩnh. May mà kết thúc kịp thời, nếu không thì mạng của mình không còn nữa rồi. Đại điện truyền thừa của nghịch kỵ môn. Hả? Đây là nơi nào chứ? Những bức tượng này đều là tiền bối của nghịch kỵ môn và tu sĩ của một số thế lực khác. Bọn họ đều từng chiến đấu với cấm kỵ thái cổ. Cổ thiên tiên vực có rất nhiều thế lực đều đang đối kháng với cấm kỵ thái cổ. Nghịch kỵ môn bọn ta là một trong số đó. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nếu không phải hắn chủ động lên tiếng, mình cũng không phát hiện trong điện lại còn có một người. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.